Xin chào các bạn. Hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn một tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh với tựa đề Phải biết chi tiêu. Tác phẩm này được in trong Hồ Chí Minh toàn tập, tập thứ 12, trang thứ 464. Toàn văn của tác phẩm như sau: chúng ta cố gắng dành dụm, cố gắng tăng tích lũy xã hội chủ nghĩa là để mở mang kinh tế, xây dựng công nghiệp, xây dựng đời sống ngày càng no ấm cho nhân dân lao động. Nhưng chỉ biết dành dụm không đủ mà còn phải biết chi tiêu. Chi tiêu thế nào là đúng? Trước hết phải phân biệt hai hướng chi tiêu. Một bên là chi tiêu cho sản xuất như xây dựng nhà máy, hầm mỏ, nông trường, đập nước. Một bên là chi tiêu cho những việc không sản xuất như xây nhà ở, nhà thương, trường học. Những việc không sản xuất cũng cần thiết, cũng phải được chú ý đúng mức. Nhưng chúng ta phải luôn luôn đặt việc chi tiêu cho sản xuất lên trên hết. Vì vốn dùng vào sản xuất thì sinh sôi nảy nở, mang lại nguồn no ấm ngày càng dồi dào cho nhân dân lao động. Còn vốn dùng vào những việc không sản xuất thì không trực tiếp có tác dụng như thế. Hãy nói chuyện một người cho dễ hiểu. Một anh nông dân đang cần sửa sang cày bừa, lại cũng muốn mua sắm một vài thứ để bày biện trong nhà. Nhưng số tiền dành dụm của anh có hạn. Là người chủ trong gia đình, anh cân nhắc, tính toán và quyết định sửa sang cày bừa trước. Như vậy anh sẽ sản xuất khá hơn, và đến vụ sau anh có thể có cả những thứ để bày biện trong nhà. Chúng ta là người chủ của xã hội, chúng ta cũng cần cân nhắc tính toán như thế. Phải hết sức dành vốn cho việc mở mang sản xuất, xây dựng công nghiệp. Không những thế, mà trong việc chi tiêu cho sản xuất, còn phải biết dồn vốn cho những ngành quan trọng nhất như gang, thép, điện, than, cơ khí. Vì những ngành này có được mở mang thì các ngành khác mới tiến lên được. Muốn dành được nhiều vốn cho việc công nghiệp hóa nước nhà thì mỗi ngành, mỗi địa phương phải hết sức tiết kiệm trong việc chi tiêu. Công nhân, viên chức, cán bộ phải luôn luôn phát huy sáng kiến, tăng năng suất lao động, tiết kiệm nguyên liệu, vật liệu, giữ gìn máy móc, dụng cụ, v.v. Như thế là chi tiêu ít mà sản xuất nhiều, lại dành thêm được nhiều vốn cho việc công nghiệp hóa nước nhà. Thưa các bạn, tôi vừa trình bày xong tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh với tựa đề Phải biết chi tiêu, in trong Hồ Chí Minh toàn tập, tập thứ 12, trang thứ 464. Tác phẩm này được đăng trên báo Nhân dân số 2147 ngày 3 tháng 2 năm 1960. Xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe.